Xin chào cô chú anh chị, quay trở lại với kênh YouTube cửa hàng điện máy Theo. Đấy, ngày hôm nay thì sẽ lên mini game, và trước khi lên mini game mọi người xem phải đầu tư một cái cây sắt. Cây này thì là ly tư. Cây này là hộp ly tư và kích thước là 5x10. Đấy, thì sẽ test cho anh chị xem rồi. Một quả pin pin đen. Em cũng sẽ mua ba gói vít tôn, mỗi gói là 200 vít tôn. Đấy, con này thì vít 2 phân. Đấy, hộp ly tư. Thì anh chị đoán giúp em nhé, tại vì quả pin này của pin nang nó cực kỳ ngon luôn. Đấy, nó hiện tại thì nó đang nằm trong cái bộ mà pin nang 21V chân phổ thông. Đấy, em vẫn nói là một cái bước tiến rất là lớn của công ty nhập khẩu pin nang. Đấy, tức là họ kéo được cái chân pin nội địa về chân pin phổ thông. Đấy, và rất nhiều anh em vẫn nói rồi là hàng pin nang mà nó về chân pin phổ thông với cái giá thành như của pin nang thì thực sự là một đối thủ cạnh tranh rất lớn với những cái hiệu hàng OEM, Detong, Hukan, Amax hay gì đó, Drama gì đó. Đấy, thì con này thì em tách ra em có rất nhiều ý tưởng với cả quả pin 2.0 như này. Đấy, tại vì trước đây thì em bán các cái sản phẩm ví dụ như là máy quan 10 ly này, đấy, máy đầu quick này, hay là những máy chuyên vít thì em hay bán kèm pin đóng 2.5A của bên em. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay thì có một sản phẩm chất lượng của pin ngang mà giá thành nó tốt hơn. Đấy, tất nhiên dung lượng của nó sẽ thấp hơn, tại vì con này là Xiao 2000. Đấy, pin nhang thì rất là chuẩn, không cần phải đo. Đấy, mà thực tế là có kênh nó đo rồi, là pin này là pin 2A. Đấy, pin đủ 2A và pin của pin nhang Xiao cũng rất chất lượng luôn. Đấy, con này thì em sẽ test là một cục pin này với cả máy chuyên vít CV250 xem nó được bao nhiêu mũi vít tôn. Đây, có sẵn rồi, xem được bao nhiêu mũi vít tôn này nhá. Đấy, chuẩn bị mua tận 3 gói cơ, hơi cẩn thận đấy. Đấy, thì anh em đoán giúp em nhá, và phần thưởng dành cho hai anh em đoán nhanh nhất và chuẩn nhất sẽ là hai, mỗi anh em sẽ được một quả pin của pin nha, kèm một túi vải chống nước của pin nha. Đấy, tính sơ sơ cái bộ này rơi tầm 300.000 rồi. Đấy, thì em bỏ ra 600.000 cộng với cả tiền mua cái này rơi tầm, cái cây này ở chỗ Tây Hồ em bán là 380, không biết chỗ anh em bán như nào. Đấy, tức là hộp ly tư 5x10 là 38, cộng cái này. Nói chung là video này hết khoảng 1 triệu bạc rồi, chưa bán được hàng đã hết 1 triệu rồi. Nhưng đây là bài test thiết thực nhất và chuẩn nhất cho anh em nhé. Đấy, tại sao nói lý do là tại sao em không dùng con chính pin nang để test với cả pin này, thì thực sự luôn là những con khoan như này em không khuyến khích anh em, kể cả dòng 13 ly không khuyến khích anh em đi sử dụng bắn tôn. Tại vì bắn tôn thì mình dùng những con chuyên về bit, thứ nhất là nó ngắn hơn và thứ hai là lực của nó dư khỏe hơn. Đấy, mình bắn mình không phải tì đè, tức là bit vào đến đâu búa nó đập đến đấy. Đấy, thế còn những con khoan này, kể cả khoan 13 ly nhiều khi mình bấm đấy, mình cũng lại phải có cái lực tác động tay thì nó không được sướng, không được khỏe như là dùng dòng chuyên vít. Đấy, cho nên thì em sẽ dùng con như này để test cho mọi người xem nhá. Đấy, thì ngoài ra thì mọi người lưu ý giúp em cái chương trình về mũi vít, bên em đang nhập thêm 100 bộ đấy, hàng như này để lên Shopee, và mục đích để xin đánh giá cho anh em xin anh em đánh giá 5 sao. Đấy, bình thường thì nhiều shop thì họ sẽ làm đánh giá bằng cách gọi là mua đánh giá hoặc là tự đặt đơn để đánh giá 5 sao. Đấy, tức là cũng là một cách để bán hàng thôi. Thì bên em không vào làm, khẳng định luôn là bên em tất cả các đơn trên Shopee hay là các nền tảng khác không bao giờ có chuyện tự đặt và tự đánh giá cả. Đấy, thì bên em sẽ xin đánh giá 5 sao của anh em bằng cách đó là giảm giá. Đấy, những cái sản phẩm này bán hòa vốn luôn. Đấy, ví dụ như là bộ như này. Đây, quay gần vào giúp anh. Đấy, bộ này thì nó là bộ 7 mũi vít. Em có hai loại, một loại màu cam và một loại màu đỏ. Đấy, nó đủ loại từ PH1, PH2 rồi kích thước nó khác nhau. Cái chương trình này thì hôm trước em định bán khoảng 50 thôi nhưng mà hết. Thế cho nên là em nhập hẳn 100 về, bán cho nó đủ nhiều đánh giá đi, sau kênh mình nó lên thì nó dễ. Đấy, hàng của Enzo, hàng chất lượng của Enzo. Đấy, các mũi vít PH1 này, loại còn cam này thì thêm có đầu 6.35. Đấy, thì nó là chất lượng, vì em đang thanh lý giá. Đấy, bán để xin đánh giá, giá chỉ có 36.000 thôi. Đấy, cô chú anh chị nào thấy nó xứng đáng, nó phù hợp thì cho em xin cái đánh giá 5 sao khi mà mua xong. Đấy, thực tế là kênh em rất nhiều đánh giá rồi nhưng em vẫn muốn thêm. Đấy, con này gia công cực kỳ tốt luôn. Con này nó là giống cái mũi lẻ mà em đang test ấy, cái mũi màu đỏ em đang test ấy. Đấy, thì con này cực kỳ tốt luôn. Hàng của nó không ai chê được. Hàng này kể cả bán 80.000 không ai chê được, nói thật. Đấy, con này mà vác lên chợ bưởi hay hàng cháo bán thì không có giá dưới 100. Đấy, thì có bộ đấy này, hoặc là bộ vít tôn xịn của JDM. Vít tôn này cực kỳ xịn luôn. Hay là cái quả vít này này. Quả vít này thì anh em thấy rất nhiều nhà bán hàng hay dùng cái đầu tôn đen đen này đi bắn. Thực tế đây em quay con 250 này. Đấy, toàn dùng đầu tôn này đi bắn, bắn bao nhiêu rồi mà nó 500 của nó cực kỳ ok luôn. Đấy, nhiều khi là anh em hay dùng những máy chuyên vít gõ búa thì nó hay bị rơi cái đầu 500 này, những mũi rẻ. Đấy, nhưng mà mũi JDM này cũng rất rẻ. Chỉ có mấy nghìn thôi. Em lên Shopee cho mọi người, cho em xin đánh giá đi. Đấy, thì nó bán hộp 10, anh em mua này cũng có. Con này anh em mua này cũng có. Đấy, chương trình này nhá. Đấy, thế còn bài chính thì mọi người bình luận cho em mini game và cái thân máy của pin nang này.
Khi mà em tách ra thì giá của nó là 500.000. Thân máy không có pin sạc. Đấy, khoan 10 ly, không chổi than, chỉnh hai tốc lực 55 N. Đấy, tua của nó rơi tầm khoảng 1.400 đến 1.500 vòng trên phút. Đấy, tua rất là an toàn. Nói chung là về phần chất máy và phần pin của hàng nội địa thì không có gì phải nói cả. Đấy. Thế còn quả pin lẻ như này là 260.000 một quả pin lẻ. Đấy, ví dụ như mọi người mua một máy này, 940 cộng với 260 đấy thì nó sẽ ra được cái giá là 1.2 triệu chẳng hạn. Một máy một pin một sạc, và sẽ mọi người sẽ biết được cái kết quả là pin này bắn được bao nhiêu vít tôn và sát hộp lý tư nhá. Đấy, đi bản tôn. Đấy, thế còn mọi người có thể ghép rất nhiều. Ví dụ như là ghép cùng pin này. Đấy, nếu mà mọi người mua hai pin một sạc như này thì giá sẽ tốt hơn. Giá bộ này em bán là 950 đúng không? Là kèm thân máy đúng không? Thì em tách thân ra em bán 500, em bán đúng hai pin một sạc này giá 450. Trừ sạc trừ đi cũng không thế không trừ. Đấy, tại vì bình thường người ta tách lẻ ra bao giờ người ta phải bán cao hơn. Tại vì người ta mất chi phí bán hai lần và mất thời gian hơn. Đấy. Thì cái này thì là 450 hai pin một sạc. Ví dụ như này. Đấy. Hai pin một sạc cộng con AMAX này thì là 1.990 này cộng với cả 450 thì là 1.440.000 đúng không? Hay là con CV250 đây này. Đấy, cái con này ngày xưa em ghép với cả pin 2.5A của em thì nó sẹo, một pin của nó là 350. 350 mà nhân với 2 là 700, cộng với cái thì 700 cộng với con này thì nó rơi tầm 1.6 triệu rồi. Đấy, thì bây giờ ví dụ 940 này cộng với 450 thì nó chỉ rơi tầm khoảng 1.390 thôi. Đấy, chỉ tầm đó thôi, rất nhiều sự lựa chọn cho anh chị. Hay là con này, đấy, 450 cộng với cả hai pin một sạc 450 thì là 900. Đấy, dòng 10 ly thì mình chỉ cần dùng đến mức như này thôi, chứ cần gì mà phải dùng cao hơn đúng không? Đấy, cần gì phải dùng 10 cell hay 15 cell cho nó nặng ra. Đấy, tất nhiên thời gian thì nó dùng lâu hơn rồi. Đấy, thì video này nó hơi bị nhiều vấn đề. Đấy, vấn đề đầu tiên là anh em đoán cho em đi game nhé, bình luận ngay dưới video này. Cứ anh em nào xem trước cứ đoán cho em một số chấm kèm số điện thoại của chúng ta. Đấy, nếu mà đúng thì chủ nhật em đăng lên video. Đấy, anh em mà trúng em tặng cho anh em một quả pin và một cái túi. Đấy, hai phần quà cho hai anh em đoán nhanh nhất. Đấy, cái chương trình số 2 đó là phụ kiện em tiếp tục nhập thêm về để phục vụ anh em. Anh em mua xong cho em xin cái đánh giá 5 sao. Em nói thật luôn là không cần phải thử hàng cũng đủ đánh giá 5 sao rồi. Tại vì hàng này về thương hiệu, về chất lượng của nó đã là tốt rồi. Đấy, và thứ ba đó là chương trình bán lẻ thân máy 500. Đấy, lẻ pin thì là 250. Còn lẻ 2 pin một sạc không phải là 250 nhân 250 500 đồng mà là giảm 50.000 còn 450 lại còn được cộng cái sạc. Đấy, chương trình rất là ngon luôn. Mọi người cứ ghép vào các sản phẩm 10 ly hay là chuyên vít hay là dòng 13 ly cũng được. Đấy, thì video sẽ được công bố sớm nhất vào cuối tuần nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.